Cúc xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bộ dưỡng da này, có tên gọi của nó là Bí Mật Biển Trắng. Nó dựa trên là 4 giai đoạn chăm sóc da, và cái bộ sản phẩm này thì nó hứa hẹn dành cho mọi loại da, kể cả da không đều màu, nám sạm, tổn thương do ánh nắng mặt trời này, da nếp nhăn này, lỗ chân lông to này, sẹo rỗ này, rồi là sẹo sau mụn này, bề mặt da thô sần này, da dầu này, và da dễ bị viêm nổi mụn ạ. Tức là đây là bộ sản phẩm của nhà sản xuất tảo sạch hoang dã, tổ hợp tảo Archangel này, và nó đã có thời gian là từ năm 1918 và hơn 100 năm rồi ạ. Và cái bộ này thì nó rất là uy tín và chất lượng ạ, sạch và tốt cho sức khỏe ạ. Tức là nó đáp ứng được những tiêu chí cần thiết nhất để cho chúng ta có một cái làn da đẹp, như là thải độc sâu này, rồi là dưỡng ẩm này, đấy, tái tạo da này, trẻ hóa da này, và xử lý bít tắc lỗ chân lông này. Đó là những cái cơ chế cần thiết nhất để chúng ta có được làn da là căng bóng này, không bị mụn này, và không bị mụn ẩn này, và da không bị nếp nhăn, chảy xệ hay là nám sạm ạ. Thì một bộ sản phẩm nó sẽ gồm có 4 sản phẩm, trong đấy thì có muối view này. Đây chúng ta nhìn thấy, chúng ta có thể có phiên bản cho spa hoặc là tại nhà, hoặc là chúng ta dùng tại nhà thì chúng ta sẽ dùng phiên bản loại nhỏ hơn ạ. Phiên bản dành cho spa thì cái muối view ấy, muối view thì nó có thể được coi là cái hoạt chất giống như là vi kim tảo biển ạ. Tức là nó sẽ là hoàn toàn tự nhiên, nó kết hợp với những cái khoáng chất, và bản chất của cái muối view này thì nó đã có cái chất là polysaccharide, thì nó rất là tốt để làm mềm cái lớp sừng này, và loại bỏ cái da chết này, và tăng khả năng hấp thụ cái dưỡng chất từ serum và từ kem dưỡng này. Nó sẽ chúng ta không cần phải xâm lấn giống như kiểu lan kim phi kim để bóc tách cái lớp sừng đi, mà nó hoàn toàn xử lý bít tắc lỗ chân lông nhờ các cái hạt silic từ muối này, và nó sẽ làm cho chúng ta, da của chúng ta đào thải được những cái độc tố, đồng thời là những cái bít tắc lỗ chân lông này. Tiếp đến là cái tinh dầu tảo thì là cũng có phiên bản dành cho tại nhà và phiên bản dành cho spa. Tinh dầu tảo này thì nó là chiết xuất từ tảo nâu, thành ra nó có đặc tính là chống viêm này, rồi là chống kích ứng này, trẻ hóa da và cải thiện cái tông màu. Và cái tinh dầu này thì thực sự là rất là cần thiết cho trong các liệu trình là lan kim phi kim hay là vi kim ấy, hay là peeling da, tẩy lột da ấy. Tức là trong cái liệu trình đó thì da ngay lập tức là không thể tái tạo được cái lớp bảo vệ, thì cái tinh dầu tảo là tinh dầu tảo nâu ấy, duy nhất này nó có khả năng là tái tạo được cái lớp bảo vệ đấy, để bảo vệ và ngăn ngừa là việc là tăng sắc tố quá mức này, hay là việc là mỏng da này, và làm cho cái da nó sạm đi ạ. Đó, đấy là cái tinh dầu tảo này. Tiếp đến là chúng ta có thể tham khảo về cái mặt nạ cũng có loại là 100ml hoặc là loại dành cho spa là 450ml ạ. Đấy, thì cái mặt nạ tảo thì nó cũng đào thải những cái độc tố này, rồi là nó làm nâng cơ này, săn chắc da này, cung cấp cái dưỡng chất cấp ẩm cho da rất là sâu này, và nó làm cho da là tăng cái độ đàn hồi, săn chắc hơn ấy, ngăn ngừa hình thành mụn. Thì bản chất của tảo là nó sống ở trong, nó thích nghi trong tất cả các điều kiện môi trường rất là khắc nghiệt, thành ra là nó tập trung trong nó những cái dưỡng chất rất là tốt. Chúng ta sử dụng những cái sản phẩm về tảo thì da chúng ta sẽ khỏe hơn. Và cái kem dưỡng tảo thì đối với những cái da mà kể cả da khô hay da dầu hay da hỗn hợp, tức là da rất là khó tính, chúng ta đều có thể dùng được, bởi bản chất của nó là nó đều có thể là điều tiết được cái tuyến bã nhờn trên da, thành ra là sau những cái tổn thương của da ấy, hoặc là đối với da mụn này, dễ bị lên mụn thì chúng ta có thể sử dụng được, rất là tốt ạ. Thì đây là một cái bộ tổng hợp chúng ta có thể dùng tại nhà, hoàn toàn không cần phải xâm lấn da, tại spa chúng ta cũng đạt được cái hiệu quả rất là cao. Và bộ này thì chắc chắn là độc quyền tại Fairfood, và chúng tôi luôn cam kết đó là hàng chính hãng, mọi phát hiện nhái giả thì các bạn đều được bồi thường 1.000 lần giá trị tiền hàng. Và đồng thời là cũng có những cái video để hướng dẫn về cách sử dụng tỉ mỉ của cái bộ sản phẩm này, các bạn có thể tham khảo trên website mỹphẩmnga.vn hoặc là mỹphẩmnga Fairfood ạ, để được tư vấn kỹ hơn ạ.